đền mẫu ở chợ. Thì chú này mới có 30 sách đăng đền mẫu, cái 12, 13 tục cua 12 cũng 30 triệu đấy. Đến chiều đi mà kia. Thế là bà này mãi là Phật tử nó cỗ các cái đám hội như mình cái này. Thế là phải xa. Đây là sư thầy về đây thì như vậy là xin được tiền ra cái nhà tam bảo đây. Và rồi thầy tổ chức năm kia mấy năm là làm cái nhà tổ mới này.